Sáng 9 tháng 4, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 khóa 11 đã chính thức khai mạc. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Minh Cường chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này tập trung xem xét và thảo luận nhiều nội dung quan trọng, như báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 11 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quý 1/2024 và chương trình công tác quý 2 năm 2024, cho ý kiến về tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét thông qua quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời thảo luận dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thúc đẩy công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo công tác tài chính đảng năm 2023 của Đảng bộ tỉnh, tổ chức khen thưởng năm 2023 đối với các đảng bộ trực thuộc tỉnh, triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác về công tác cán bộ. Về chương trình công tác quý 2 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận đánh giá đúng tình hình. Trên cơ sở kết quả đạt được, những hạn chế đã chỉ ra trong quý 1 năm 2024, đề nghị các đồng chí xác định nhiệm vụ, đề xuất các giải pháp đảm bảo tính khả thi, sát với thực tiễn, từng bước tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết 11 của tỉnh ủy đã đề ra. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 11 của tỉnh ủy trong quý 1/2024, một số phương hướng nhiệm vụ quý 2. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, vẫn còn một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa đạt như kỳ vọng, đòi hỏi các cấp các ngành phải nỗ lực hơn nữa. Qua đó, các đại biểu đã trao đổi đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến công tác phát triển đảng, cải cách thủ tục hành chính, tình hình quy hoạch các dự án, an ninh trật tự, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Theo chương trình, hội nghị sẽ tiếp tục làm việc và bế mạc vào chiều nay.